Đề bài cho như sau nè X bình trừ 3X cộng M bằng bằng 0 Tìm M chấm hỏi để có một nghiệm nha Nghiệm bằng bằng trừ 2 Và tìm nghiệm còn lại Tìm cái nghiệm còn lại Còn còn lại Câu này dễ nha mọi người Thì nghiệm đúng không Nghiệm thì đồng nghĩa là cái chỗ X á đó nghiệm nghiệm là chỗ x thì mình ghi nè x bằng 2 trừ 2 x bằng trừ 2 là nghiệm là nghiệm của phương trình x bình trừ 3 x cộng m bằng 0. Thì chỗ nào có x á, chỗ nào có x bạn thay bằng trừ 2 giúp lỡ nha bạn toàn, bạn toàn. Được chưa? Trừ 2 bình nè. Trừ 3 nè, nhân cho trừ 2 nè, cộng m bằng bằng 0. Rồi, khai, tính toán giúp lỡ đây là 4 nè, cộng 6 nè, bằng m bằng bằng 0. Vậy tương đương nè. 10 cộng M bằng bằng 0 Chuyển với đổi dấu nè Xin lỗi chuyển với đổi dấu nè Vậy tương đương M bằng trừ 10 Được chưa? Chỗ này ok chưa bạn con Chỗ này ok chưa bạn con ơi? Ai muốn hỏi gì gỡ đề giúp lỡ qua cái thông tin lỡ ghim nha mọi người Ok chưa? Chỗ này ok chưa bạn con ơi? Dạ rồi ok tiếp tục nè Các có M bằng trừ 10 đúng không? Thay vào Thay vào cái chỗ này Thay vào sau Thay vào sau À, ờ chỗ nào có m thay bằng trừ 10 giúp đỡ vậy tương đương nè x bình trừ 3x trừ 10 bằng, bằng 0. rồi quay về phương trình bậc 2 chưa a nè b nè và c a bằng 1 b bằng trừ 3 và c bằng trừ 10 sau đó tính delta b bình trừ 4 lần a ac vậy bằng gì ạ trừ 3 tất cả bình rồi trừ 4 nhân A là 1 nhân C là trừ 10 Rồi tính giúp lỡ cân ra bao nhiêu 40 49 49 thì có phải lớn không không ạ à? Lớn hơn không thì mình kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt Đọc giúp lỡ công đức lên đi bạn Ton ơi X1 bằng trừ B cộng căn delta chia 2A X2 bằng trừ B trừ căn delta chia 2A rồi, thì ở đây các bạn cần tính căn delta khi bạn tính căn delta giúp lỡ đi bấm căn 49 bằng bao nhiêu bằng 7 rồi trừ nè. Trừ trừ là cộng nè, là 3 cộng cho 7 chia cho 2 nhân 1 bằng 5. Tiếp tục nè. Trừ B nè, là trừ trừ 3 là 3 nè, trừ 7 chia 2 nhân 1 bằng bằng bao nhiêu? Trừ 2. Khi có nghiệm rồi các bạn trước khi kết luận nha, trước khi kết luận S bằng À, 5 và trừ 2 Thì cố gắng cố gắng bấm lại máy tính giúp lợi nè Bấm máy tính nè On 1 5 3 Đó bấm nè 1 bằng Trừ 3 bằng Trừ 10 bằng 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 Đó ra 5 và trừ 2 5 và trừ 2 đúng chưa Ok chưa mọi người Mọi người ơi mọi người ơi Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai Có chỗ nào bị thiếu các bạn cố